Người phụ nữ mập mạp này bởi vì không có sữa nên lén lén lút lút lấy đi sữa được cất giữ của thai phụ khác. Nhìn dáng vẻ hiện giờ của Hyo-eun, bạn chắc chắn không thể tưởng tượng được rằng cô từng là một nữ thần quốc dân vang danh toàn quốc. Bởi vì mang thai, Hyo-eun liền có niềm đam mê với ăn uống. Với các nữ minh tinh khác, câu cửa miệng đều là nếm thử chứ không ăn, nhưng cô lại không thể ngừng việc ăn uống lại. Đã là cái thứ ba rồi, nhanh vậy sao? Lúc đi làm đã ăn nhiều thì thôi đi, khi tan làm, cô ấy lướt web cũng đều là những quán ăn hát nổi bật trên mạng. Người quản lý nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình như vậy, vô cùng phiền não nhưng không thể ngăn được. Mì lạnh, pizza, thịt quay, gà rán. Gia nhập làn giải trí 17 năm, Hyo-eun luôn nỗ lực giữ trọn vóc dáng, nhưng chỉ trong 17 ngày đã trở thành một con heo quay. Nhìn thấy trên TV đưa tin về tin đồn hôn nhân của mình có biến nhưng cô cũng không có gan ra mặt để giải thích. Nhìn những phóng viên dưới lầu đang săn đón mình, cô liền hiểu, một nữ minh tinh chỉ tăng cân chứ không tăng giá trị như cô rất khó để có thể được giới showbiz thấu hiểu. Cuối cùng, cân nặng của Hyo-eun sau khi sinh con cũng đã đạt đến mức đỉnh điểm. Nếu bộ dạng này mà để giới truyền thông nhìn thấy thì chắc chắn sự nghiệp của cô sẽ tan thành mây khói. Hơn nữa, phóng viên lúc này cũng đã sớm theo chân người quản lý đến trung tâm chăm sóc sau sinh. Lúc này, Hyo-eun ban nãy lấy trộm sữa đang vừa khóc lóc vừa kể cho người mẹ Park Eun-ji là người phát hiện ra mình làm điều xấu những chuyện mà mình đã trải qua. Điều này khiến Eun-ji cũng có chút cảm thông. Bởi vì sữa của cô ấy cũng thiếu nên phải dùng thêm sữa bột bên ngoài. Nhưng sợ rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của con sau này. Càng đen đủi hơn, cô biết được viện trưởng có ý công khai vì Hyo-eun ăn trộm sữa mẹ. Sữa bị Hyo-eun trộm lại là của người mẹ quán quân ở trung tâm chăm sóc sau sinh Eun Jae-ong. Hành động này khiến Eun Jae-ong vô cùng tức giận, cô ấy trở thành người kiên quyết ủng hộ việc công khai vì. Nhưng liên quan đến vấn đề cá nhân, viện trưởng muốn trưng cầu ý kiến của tất cả các bà mẹ. Ban đầu, mọi người đều nháo nhác yêu cầu công khai vì. May mà người mẹ trẻ do ra đã chỉ ra, trong vi, có bộ mặt xấu xí nhất của mọi người sau khi sinh thì chuyện này mới bị bãi bỏ. Để các bà mẹ khác sinh cùng thời gian với mình phát hiện ra cô chính là một minh tinh. Khi gặp gỡ, Hyo-eun liền tránh gặp mặt, một mình nằm trên chiếc ghế massage. Cô vốn cho rằng như vậy có thể tránh được phiền phức, nhưng lại bất cẩn ấn vào nút khởi động. Kết quả, cô bị giữ chặt bên trong chiếc ghế massage. Khi mọi người phát hiện ra, Hyo-eun đã giống như một con tằm bị quấn trong cái kén. Khi mọi người chất vấn thân phận của người phụ nữ mập mạp này, Hyo-eun vốn muốn giấu giếm nhưng lúc này, một bà mẹ khác lại lao vào. Tin động trời, nữ thần quốc dân Hyo-eun béo như lợn đang trốn ở chỗ chúng ta nè. Và người tiết lộ tin tức ra bên ngoài, lại chính là người luôn một lòng bảo vệ Hyo-eun, Eun-ji. Hóa ra Eun-ji bởi vì phải nghỉ dưỡng sau sinh nên khi trở về công ty đã phát hiện, công ty hiện giờ đã sớm không còn chỗ cho cô ấy nữa rồi. Khi rời khỏi công ty cũng vừa hay đến buổi trưa, cô ấy mua một chiếc hamburger, ngồi trên bằng ghế dưới tòa công ty giải quyết cơn đói, nhưng đột nhiên lại bắt gặp ba cấp dưới ngày trước của mình. Sự nghiệp sa sút, Eun-ji không muốn mất mặt, lập tức giả vờ làm như ông già bên cạnh chính là đại diện của một công ty lớn, mỉm cười bàn chuyện làm ăn với đối phương. Cấp dưới thấy Eun-ji tâm huyết với nghề như vậy, họ vô cùng thán phục. Công việc thường ngày của chúng ta đúng là tầm thường, chị ấy đẻ xong vẫn ra ngoài bàn công việc, đúng là khâm phục. Nhưng trên thực tế, cô ấy không hề nói bất cứ lời nào với ông già ngồi bên cạnh mà chỉ pose dáng cho ngầu. Chính vào lúc cấp dưới đang tán dương cô ấy, ông già đột nhiên đứng dậy. Sắp đến giờ rồi, mọi người mau đến đây tập hợp đi, đến đây, mau đi. Hóa ra, ông già chính là hướng dẫn viên đoàn du lịch Hoàng Hôn Đỏ của Trung Quốc. Cảnh tượng ngượng ngùng này có thể gọi là chết đứng tại chỗ. Eun-ji thực muốn tìm một lỗ mà chui xuống. Quay trở về trung tâm chăm sóc sau sinh, hai người phóng viên đang bắt đầu cười nhạo sự việc nữ minh tinh sau khi sinh đã phát tưởng, béo như lợn. Hơn nữa hai người còn rút điện thoại ra, quay vi, cảnh bên trong trung tâm. Điều này khiến Eun-ji vốn đang phiền não bùng nổ, tuôn hết tất cả những cảm xúc ra ngoài. Trong cơn tức giận, cô ấy đã tiết lộ ra chuyện Hyo-eun thực sự đã trở nên béo ú. Hơn nữa, những lời này cũng bị tên phóng viên lén dùng máy ghi âm lại. Chớp mắt, tin tức nữ thần quốc dân sau khi sinh trở thành bà cô béo ú đã bị tất cả mọi người biết được. Cô ấy liền tìm Hyo-eun nói lời xin lỗi, nhưng Hyo-eun lại nổi giận rời đi. Người đàn ông này đúng là quá đáng, người vợ phải chịu ấm ức trở về nhà muốn than phiền kể khổ với anh ta nhưng anh ta lại giả vờ ngủ. Sau khi người vợ ra ngoài, anh ta lại mở điện thoại trả lời tin nhắn của nữ đồng nghiệp. Đằng sau những chuyện này, có bí mật gì mà không thể nói cho người khác biết, để hâm nóng lại mối quan hệ với chồng. Eun-ji rời lịch kiểm tra, định sẽ cùng chồng ra ngoài chơi một ngày. Nhưng không ngờ, người chồng vừa nhìn đã thấu được tâm ý của Eun-ji. Anh ta nói với Eun-ji, hôm nay nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra, còn tặng cô ấy một chiếc đai mang trẻ con. Trong bệnh viện, khi nghe bác sĩ dặn dò chuyện vợ chồng phải chờ đến 6 tuần nữa, người chồng lập tức bật cười. Cảnh này khiến Eun-ji càng thêm hoài nghi. Trên đường về nhà, nữ đồng nghiệp gọi điện cho anh ta nhưng anh ta lại trực tiếp tắt đi. Điều này khiến Eun-ji càng nghi ngờ chồng mình có gì đó không đúng. Eun-ji với trái tim bất an đi đến trung tâm chăm sóc, cô nhìn đứa con còn chưa đầy tháng, trái tim càng thêm cay đắng. Chuyện tương tự dường như cũng xảy ra với người mẹ quán quân ở trung tâm chăm sóc sau sinh Eun Jae-ong. Tất cả mọi người đều cho rằng Eun Jae-ong chăm sóc mọi việc trong gia đình một cách hoàn mỹ, nhưng thực tế, vì để trốn tránh hai đứa con trai sinh đôi nghịch ngợm của mình, Eun Jae-ong thậm chí còn vội vã trốn lên xe chở hàng. Ai biết được, chiếc xe lại bị người ở bên ngoài đóng lại. Sau khi chiếc xe chở hàng đi đến đúng địa điểm, anh shipper mở cửa ra mới nhìn thấy Eun Jae-ong đang vô cùng đáng thương ngồi bên trong. Ở trung tâm chăm sóc sau sinh,
Eun-jae-ông luôn là tấm gương cho tất cả các bà mẹ khác, nên khi Eun-jae-ông nhìn thấy anh chàng shipper đã nhìn thấy bộ dạng đáng thương của mình, trong lòng cô ấy có chút ngượng ngùng. Rất nhanh đã đến ngày sinh nhật của Eun-jae-ông. Eun-jae-ông không nhận được quà từ người chồng nên có chút hụt hẫng. Chính lúc này, anh chàng shipper đẹp trai lại giao đến quà sinh nhật. Nhìn anh chàng shipper thanh cao đánh đàn trước mặt hai đứa con, trong lòng Eun-jae-ông dâng lên cảm xúc khó tả. May mà hôm sau, người chồng đột nhiên gửi một chiếc xe mới đến trung tâm chăm sóc, món quà sinh nhật mà người chồng tặng lại là một chiếc xe mới đắt tiền. Những bà mẹ ở trung tâm chăm sóc sau sinh nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng ngưỡng mộ, những lời cảm thán không ngừng thốt lên. Eun-jae-ông nhận được món quà cũng vui vẻ cười không ngớt, nhưng chuyện xấu hổ đó là chiếc xe không phải món quà mà là nhiệm vụ mà người chồng tuyên bố. Bởi vì hai đứa con trai sinh đôi đáng yêu đang rất hot trên mạng nên người chồng nói cô ấy đưa con lên xe, chụp vài tấm ảnh hoặc quay video đăng lên mạng, đạt được mục đích tuyên truyền xe mới của công ty anh ta. Eun-jae-ông nghe điện thoại xong biết được mọi chuyện liền không giấu nổi thất vọng nhưng vẫn phản giả vờ vui vẻ để giấu mọi người, thừa nhận chiếc xe mới chính là quà do chồng mình tặng. Eun-jae-ông muốn một mình đón sinh nhật, đang đi trên đường thì gặp Eun-ji. Eun-jae-ông vì không ai cùng mình đón sinh nhật mà trái tim vô cùng chua xót. Khi hai người cùng nhau chê trách hôn nhân, Eun-ji nhận được điện thoại từ bệnh viện. Eun-ji sốt sắng chạy đến bệnh viện mới phát hiện chồng mình hóa ra bị bệnh trĩ nên mới nói chuyện với nữ đồng nghiệp để hỏi cách chữa trị bệnh này. Nụ cười khi kiểm tra trong bệnh viện chính là vì vừa hay có thể lợi dụng lời dặn dò của bác sĩ, mượn cớ tránh vận động mạnh. Khoảnh khắc này, cô ấy đã hiểu mình đã hiểu lầm người chồng. Sau khi điều chỉnh lại tinh thần, Eun-ji quay trở về trung tâm chăm sóc. Cô ấy muốn xin lỗi Hyo-eun vì sự bất cẩn để lộ thông tin của mình, nhưng cô ấy cũng vừa hay gặp Hyo-eun đến tìm mình. Hôm nay là ngày cô sẽ rời khỏi trung tâm chăm sóc này, cô đã nghĩ thông rồi, Eun-ji không hề cố ý tiết lộ chuyện của mình. Hơn nữa, sau khi sinh con, chuyện phát tướng cũng là một chuyện rất bình thường. So với việc bị người khác tiết lộ, cô quyết định dùng bộ dạng này, thản nhiên đối diện với truyền thông. Hyo-eun, sức khỏe của cô có vấn đề sao? Hay vì cô bị stress sau sinh nên không hạn chế được lượng đồ ăn? Tại sao không nhìn thấy chồng cô đâu? Hai người ly hôn sao? Tôi rất khỏe mạnh, cũng không bị stress. Chồng của tôi sao? Bởi vì bị thoát vị đĩa đệm cột sống nên ở nhà nằm nghỉ ngơi. Hóa ra chồng của Hyo-eun cũng vì muốn giống như ngày trước, bế người thương đã phát tướng tướng của mình lên, không cẩn thận nên bị thoát vị đĩa đệm, cần một thời gian tĩnh dưỡng, từ đó dẫn đến tin đồn ly hôn của hai người. Khi phóng viên hỏi cân nặng của Hyo-eun hiện giờ là bao nhiêu, cô liền giơ ngón tay thối lên, trực tiếp rời đi. Mặc dù béo, nhưng điều đó cũng không thể làm thay đổi sức quyến rũ mê người của cô hiện tại.